Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 19h45 phút và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị ở tập 6 của câu chuyện Kế hoạch Hôn Nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trang bubi Chúng ta đang rất mong chờ câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Ngày hôm nay thì Tâm An rất là tức giận với anh chàng tiên Hoàng bởi vì anh không bảo vệ cô gái tên Linh nữa. Anh phũ phàng và chấp nhận ly hôn với Linh. Chuyện gì lại đang xảy ra thế này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 6 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. tôi không ngờ trong bụng của mình đang có một sinh linh bé bỏng là giọt máu của tôi và anh tôi thẫn thờ đứng trong nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lâu bỗng dưng cảm thấy mông lung đứa bé này xuất hiện trong cuộc hôn nhân đang bế tắc lại nhất là khi tôi vừa phát hiện ra sự thật tàn nhẫn kia vô thức tôi đưa tay lên sờ bụng mình niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến thay vào đó là một nỗi sợ chưa từng xảy ra tôi sợ con tôi không có sự thừa nhận của bố nó tôi sợ anh trời mắng xúc phạm mình thậm chí anh hiểu nhầm tôi cố tình có thai để ràng buộc anh nhất là khi anh đang nghĩ tôi là kẻ đâm chết người yêu của anh tự nhiên tôi sợ sợ nhiều lắm sợ đủ điều này sao rồi một vạch hay là hai vạch chở mày sốt hết cả ruột tôi đưa ánh mắt hoang mang nhìn kê an bàn tay run rẩy đưa cho nó xem chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót Ơ? Ừ, mày có bầu thật rồi này. Chúc mừng mày. Nhưng mà tại sao mặt mày nghiệt ra thế? Mày có con, mày phải vui lên chứ. Tao, tao không biết làm sao bây giờ An ơi. Ơ cái con hâm này. Mày đang nghĩ cái gì đấy? Mày đừng nói với tao là mày chưa muốn có con nhá. Không phải thế. Tao đang hoang mang. Không biết diễn tả cảm xúc thế nào cho đúng. Mày không cần phải suy nghĩ nhiều, mày tin tao đi. Mày mà nói chuyện này cho ông Hoàng biết kiểu gì tình cảm của mày với ông ấy cũng tăng lên vài phần có khi lại khăng khít suốt cả ngày ấy chứ tôi nghe cái an nói như vậy thật sự rất đau lòng làm sao tôi có thể cho nó biết sự thật chồng mình ngay từ đầu đã không muốn có con với mình càng không thể nói lý do bắt đầu cuộc hôn nhân oan nghiệt này cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu thôi tao biết rồi nhưng mà này chuyện này mày khoan nói cho ai biết kể cả bố mẹ của tao sao có chuyện gì à tao tao muốn cho mọi người bất ngờ ấy mà rồi ok này ngày mai đi siêu âm đi xem em bé vào tổ chưa rồi còn mua nhiều thứ để mà tẩm bổ cho em bé chứ ừ tao biết rồi ngày hôm sau thứ hai tôi xin nghỉ làm thêm một ngày nữa chiều hôm đó tôi lái xe đến phòng khám tư nhân gần nhà để siêu âm bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng tôi theo dõi một hồi rồi nói với tôi cái thai được 5 tuần vào buồng tử cung rồi đấy em nhìn cái túi thai tròn tròn trên màn hình trước mặt đây bên cạnh là túi noãn hoàng thế này là khoảng một tuần nữa em đi siêu âm lại là thấy tim thai tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình tivi trước mặt một cảm giác yêu thương vô bờ ùa về có lẽ đây chính là thứ tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử dẫu sinh mạng nhỏ nhoi này đến vào lúc tôi đang cảm thấy bế tắc nhưng biết đâu lại chính là sợi dây liên kết thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi giống như lời cái an nói hôm qua nghĩ vậy tôi lại càng có niềm tin để nói cho hoàng biết về sự tồn tại của đứa bé sợi phỏi phòng khám tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời thu trong xanh cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm được chút ánh dương tôi không lái xe về nhà ngay mà đi qua cửa hàng tạp hóa mua ít đồ cho mấy đứa nhỏ mồ côi đang sống trong một ngôi chùa gần đây. Cũng rất lâu rồi tôi mới quay lại thăm bọn nhỏ, mà sau khi nhìn thấy tôi, bọn nhỏ liền mừng rỡ xà vào lòng. Có bé còn nhớ cả tin của tôi. Sau khi chia quà cho bọn nhỏ xong, tôi hỏi một bạn trẻ nhất trong đó. Sư cô đâu rồi con? Dạ sư cô, đang ở nhà sau cô ạ. À? Các con chơi với nhau nhé. Cô ra chào sư cô một tiếng lúc tôi ra đến nơi nhìn thấy sư cô đang ngồi nói chuyện với ai đó người đó quay lưng ra ngoài nhưng lại nhìn rất giống bóng dáng của chồng tôi tôi nghĩ bụng chắc là không phải anh đâu bởi vì giờ này anh đang công tác bên hàn cơ mà cho đến khi giọng nói của người đó vang lên khiến bàn chân của tôi đang bước phải khựng lại bây giờ con không biết phải làm sao sư ạ à. con bé nó mất hơn hai năm rồi con vẫn chưa buông bỏ được sao Hôm nay là sinh nhật của cô ấy và cũng là ngày rỗ của cô ấy. Nhiều lúc con không thể tin được, cô gái ấy đã rời xa con. Cô ấy là mối tình đầu của con. Cô ấy dạy con biết thế nào là yêu, dạy con biết thế nào là quan tâm một người. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy đẹp mãi trong ký ức của con. Đáng tiếc là nụ cười ấy chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi ba chồng tôi vốn là một người khô khan vậy mà ngày hôm nay anh lại giải bày tình cảm của mình cho người khác nghe bằng những lời vô cùng hoa mỹ dành cho người con gái anh yêu lúc này đây tôi cảm nhận rõ anh yêu quay đến nhường nào chắc hẳn mối tình của hai người rất đẹp chỉ là sau khi nghe những lời này lồng ngực của tôi đau nhói như bị ai đó thiết chặt sau đó tiếng sư cô lại vang lên câu chuyện tình yêu của con và con bé sự hiểu rất rõ, sự rất buồn vì sự ra đi của một cô bé xinh đẹp, giàu lòng nhân hậu. Nhưng mà con à, con phải buông bỏ được quá khứ thì mới có thể sống hạnh phúc trong tương lai được. Hạnh phúc sao ạ? À? Thủ hận chỉ là cái trước mắt thôi, không thể nuôi sống con, mang đến cho con những điều tốt đẹp. Vậy cố chấp giữ nó trong lòng có ích gì, mọi thứ trên đời là bất biến đau khổ đến mức nào rồi cũng qua để cho đôi mắt ngắm nhìn những điều tốt đẹp đừng có chất chứa trong ngọn lửa hận thù tối tăm con ạ à. ta biết là con đang có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng thậm chí là hối hận về sự lựa chọn năm xưa gần hai năm kết hôn con thấy thế nào con có thấy hà hê được không khi nhìn thấy người ta đau khổ và con có thấy hoang mang về những nghi ngờ của mình không Dạ con Tao vẫn mong con mở lòng mình Để nhìn nhận sự thật Đơn giản bây giờ Tao hỏi con nhé Nếu một ngày nào đó Đứa bé giữa con và cô ấy xuất hiện Con sẽ có cảm giác như thế nào Khoảnh khắc nghe sư cô nói đến đứa bé Nhịp tim trong tôi tăng vọt Như đánh trống trong lồng ngực Tôi hít một hơi thật sâu Để lắng nghe suy nghĩ của chồng mình Và cũng có thể suy nghĩ này Sẽ quyết định tương lai của chúng tôi ngay từ đầu con không hề muốn có bất kỳ đứa con chung nào với cô ấy thậm chí nếu không may có con con cũng không muốn đứa bé tồn tại con lấy cô ấy chỉ vì mục đích hành hạ và trả thù thôi nhưng nói đến đây chồng tôi đột nhiên dừng lại sau khi nghe được câu trả lời tôi đau lòng đến mức không thể nào kiên nhẫn đứng nghe tiếp được tôi quay mặt bước đi bước thật nhanh qua lối sau vườn tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ khiến trái tim tôi bớt đau nhưng những câu nói vừa nãy của hoàng cứ đè nặng xuống trái tim của tôi như muốn vỡ vụn tuyệt tình chặt đứt mọi hy vọng mơ hồ trong tôi về một gia đình hạnh phúc ngày hôm ấy tôi đã không biết mình về nhà bằng cách nào tôi chỉ biết rằng trên con đường tấp nập thường ngày mà tôi cứ ngỡ như bị cô lập giữa một sa mạc rộng lớn từng cơn gió xe xe lạnh thổi qua từng thớ da thớ thịt tôi ước lạnh thêm một chút nữa thậm chí là lạnh ngắt càng tốt vì biết đâu đó có thể làm đông cứng mọi cảm xúc khiến cho tôi không còn cảm thấy bi thương lúc chiếc xe dừng lại tôi đang đứng trước cổng nhà chồng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lái xe về đây khi tôi còn đang thất thần nhìn về phía ngôi nhà thì giọng nói của cô hoa vang lên mợ linh mợ về rồi đấy à Sao mợ còn chưa vào nhà? Tôi nhìn thấy cô Hoa. Thấy cô đang xách hai bịch lớn, đồ gì đó từ trong nhà bước ra ngoài. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Dạ vâng, cháu mở với về, về tới nhà. Mà cô xách hai túi gì mà nhiều thế ạ? À? Hôm nay tôi dọn dẹp tổng vệ sinh. Nhà cửa bẩn quá cậu ạ. Mà khổ, cái căn phòng ở trên tầng 4 bình thường, cậu không cho tôi động đến. Này dọn tới, thấy mấy con chuột chết trong đó. Hãi quá! Cô Hòa nói tôi mới nhớ trên tầng 4 nhà tôi có một căn phòng mà từ hồi tôi kết hôn tới giờ chưa một lần đặt chân đến đó. Bởi vì căn phòng này chỉ có chồng tôi được phép vào và anh là người giữa chìa khóa duy nhất. Hồi mới cưới tôi thấy anh mỗi lần về nhà trong tình trạng say rượu, anh sẽ lên căn phòng đó. Độ nửa năm gần đây hình như anh ít lên. Trước kia tôi không quan tâm cho lắm, và vì hai người thống nhất không quan tâm tới cuộc sống riêng của nhau. Bây giờ sau khi phát hiện ra tất thầy, những bí mật đau lòng kia, tôi lại tò mò muốn tìm hiểu một lần xem căn phòng đó có gì. Cô ơi, cô khóa cửa phòng đấy chưa ạ? Chưa mở ạ, à? tôi đang mở cửa phòng cho thoáng, bay hết cái mùi đi đã. Mà sau hôm nay, cô lại được phép dọn dẹp ở trong phòng đấy ạ? À? à, Trước khi cậu Hoàng đi công tác có đưa chìa khóa cho tôi. Kêu sau này khi mợ về nhà ngoại, dọn dẹp phòng đấy giúp cậu. Tôi lù bù quá, quên mất. Cũng may là cậu chưa về. Vâng, thế cô đi vứt xác đi. Cháu vào trong nhà trước đây. Thế mợ ăn gì để tôi chuẩn bị bữa tối? Dạ, ăn gì cũng được ạ. À? Sau khi bước chân vào trong nhà, tôi liền đặt túi sách xuống bàn rồi bấm thang máy di chuyển lên tầng 4. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc căn phòng kia đập thẳng vào mắt tôi lúc bước chân tới gần cửa phòng tôi có chút lưỡng lự nửa muốn nửa không nói đúng hơn là tôi sợ tìm ra thứ gì đó khiến cho mình càng đau lòng hơn tôi sợ bản thân mình không thể nào chịu đựng được mà gục ngã sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi dứt khoát đặt chân bước vào căn phòng đầu tiên mình bước đến trong một ngôi nhà gắn bó với mình hai năm qua tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt thoạt nhìn mọi thứ từ bài trí tới nội thất chẳng khác với những phòng khác là bao căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp nhìn kỹ mới phát hiện nó rất giống với phòng ngủ của chúng tôi tôi thấy ở gần khung cửa sổ có một chiếc ghế và một chiếc tủ gỗ tự nhiên nhìn chiếc ghế đó trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng chồng mình ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ hàng đêm nghĩ vậy lồng ngực của tôi lại nhói lên sau một hồi quan sát Tôi thấy nó chẳng có gì khác lạ liền muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó, có một thứ gì đó níu giữ tôi lại. Tôi vô thức tiến về phía chiếc tủ kia. Tôi chậm rãi kéo ngăn kéo tủ thứ nhất. Đập vào mắt tôi là một bộ sơ yếu lý lịch mang tên Vũ Tuệ Linh. Bên trong bộ hồ sơ ấy có rất nhiều thông tin của tôi, từ bé cho đến lớn, bao gồm thêm cả vài bức ảnh Tôi không biết rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ thấy cổ họng đầy vị đắng chát. Hóa ra để chuẩn bị cho một cuộc sống khiến tôi đau khổ. Anh lại mất công đến như vậy. Chuyện đời này có ngàn vạn cách trả thù, nhưng tôi phải công nhận cách trả thù của anh. Chẳng giống ai như con người của anh. Lấy một người mà anh rất hận. Chắc có lẽ anh cũng chẳng thoải mái gì. Tôi lại nhớ đến những ánh mắt như những lưỡi dao sắc bén của anh dành cho tôi lục phủ ngũ tạng trong tôi lúc này muốn đào ngược theo những mảnh ký ức đó tôi rơi nước mắt trịnh minh hoàng anh thành công rực rỡ trên con đường trả thù của mình rồi đấy thân thể của tôi không đầy thương tích nhưng trái tim của tôi đã nát vụn vì yêu anh nếu sau này anh phát hiện ra sự thật anh có hối hận khi phá hủy cuộc đời của một cô gái vô tội như tôi không chứ suy nghĩ một lúc tôi cất gọn bộ hồ sơ trả về chỗ cũ tiếp tục mở ngăn kéo thứ hai trong này có thứ khiến tôi đau lòng như muốn chết đi sống lại đó là những bức ảnh của anh và người con gái anh yêu hai người cứ như một cặp trời sinh đứng trước một nhà thờ của pháp chim bồ câu bay lượn xung quanh người con gái ấy mặc chiếc váy màu trắng gương mặt xinh đẹp ngước nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình giống như đang nhìn người chồng trong lễ cưới, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đem hết thầy sự dịu dàng vào trong ánh mắt dành cho cô ấy. Cái nhìn đầy âu yếm đó, những bức ảnh tiếp theo và tiếp theo nữa đều vậy, chỉ là khác nhau địa điểm chụp ảnh. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người. Tại sao tôi lại cảm thấy mình như bị rơi vào hố sâu của tuyệt cừng đau đớn, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra xem nó có cái gì mà đau đến như vậy. Nhưng có một điều tôi phải công nhận. Nhờ có cô ấy mà tôi mới được chứng kiến cái sáng vẻ dịu dàng như nước mùa xuân của anh. Lật qua hết những bức ảnh là tôi nhìn thấy một cuốn nhật ký. Trong nhật ký chồng tôi viết rất nhiều. Càng đọc, dòng chữ càng nhòe đi. Ngày 22 tháng 10 Ngày mà cô gái của anh được làm thiên thần, ngày mà anh cảm thấy chả có gì đáng sợ hơn cái cảm giác này. Đã hứa bên nhau trọn đời, đã hứa đi cùng nhau suốt kiếp, tại sao em nhẫn tâm bỏ anh một mình? Em thật tàn nhẫn. Ngày 26 tháng 10, nơi anh bây giờ đang là 12 giờ đêm, trời mưa xe lạnh, còn nơi em có nắng không? À không, nụ cười của em chính là ánh nắng rồi. Dù nhớ anh, thì em phải cười nhiều lên nhé. Ngày 29 tháng 11 Người khiến cô gái của anh phải rời xa thế giới tươi đẹp này đã nhận tội, đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng anh không tin, anh nhất định phải khiến cho kẻ thật sự phải trả giá, một cái giá phải thật đắt. Anh quên, em phải nghe anh dặn dò, từ nay trở đi, chẳng có ai lau nước mắt cho em, mỗi khi em khóc đâu. Chẳng ai vỗ về cho em mỗi khi em buồn đâu. Chẳng có ai chúc em ngủ ngon nữa. Bởi vậy, em phải mạnh mẽ lên, cô gái của anh. Ngày mùng 10 tháng 3 Cái giá phải trả cho một người khiến em rời xa thế giới này không phải một chốc một lát là xong. Năm, mười hay hai mươi năm tù không thể nào bù đắp lại được tất cả. Anh muốn kẻ đó phải đau khổ cả một đời. Đừng giận anh. Đừng nghĩ rằng anh kết hôn vì anh hết yêu em. Trong tim anh chỉ có duy nhất mình em thôi, tất cả những gì thuộc về em mãi mãi nằm trong tim anh, chắc chắn không bao giờ lìa xa. Tôi đọc xong, trái tim tôi rất đau. Đau đến mức tưởng chừng không thở được. Tình yêu của anh dành cho cô ấy như tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ, một tình yêu rất đẹp, nhưng đáng tiếc không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Tình yêu ấy đẹp đến mức dù là ai đều có cảm giác không thể nào chen chân vào và không ngoại trừ tôi. Trong tình yêu đau khổ nhất không phải là bị phản bội. Yêu đau khổ nhất chính là cả cuộc đời này mình có cố gắng đến đâu thì mãi mãi chỉ dừng lại ở ba chữ yêu đơn phương. Người ấy dạy mình biết thế nào là yêu nhưng không yêu mình. Người ấy trao cho mình hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về mình cũng đến lúc tôi phải chấp nhận tôi chấp nhận thua chấp nhận giữa tôi và anh như hai đường thẳng song song không thêm một tia hy vọng nào tôi chấp nhận dù tôi yêu anh đến điên cuồng thì tôi không thể nào làm nữ phụ trong câu chuyện tình đẹp của người khác cất lại tất cả mọi thứ gọn gàng như lúc ban đầu tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó lúc tôi xuống dưới nhà thì cô hoa nói với tôi mợ đi đâu đấy ạ à? tôi đi tìm mợ nãy giờ tôi thấy điện thoại của mợ reo liên tục đi ạ à? dạ vâng cảm ơn cô Ơ, ừ, mợ khóc đi ạ à? dạ không ạ à, chắc là bụi bay vào mắt cháu thôi nói xong tôi liền cúi người xuống lấy điện thoại trong túi sách kiểm tra cuộc gọi nhỡ tôi thấy số điện thoại của mẹ tôi nhanh chóng gọi lại cho bà mẹ gọi con đi ạ à? Ừ, tại thấy con đi lâu chưa về nên sốt ruột. Con mới ốm dậy xong, tôi đến sương xuống về nhà sớm, không bị cảm lạnh bây giờ. Con quên không bảo với mẹ, con về bên nhà rồi. Tối nay bố mẹ cứ ăn cơm trước, không cần chờ con. Ơ ờ, thế thằng Hoàng nó về rồi hả? Dạ vâng ạ. À. Ừ, thế thì mẹ yên tâm. Mà này, mai con ăn gà ác không? Mẹ hầm xong, mẹ đem qua cho. Dạ thôi mẹ, mai con đi làm rồi. Mẹ đừng lo, con khỏe rồi mà. Nói chuyện với mẹ một lúc tôi tắt máy. Buổi tối cô Hoa dọn cơm, tôi chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi lên phòng. Tôi nằm xuống giường, chỉ muốn bản thân mình có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Vì chỉ khi ngủ thôi, tôi mới biết, tôi không suy nghĩ. Cuối cùng tôi gạt hết mọi đau khổ đang hoành hoành trong cơ thể. Tôi lấy điện thoại vào mạng để tra, từng mốc trong thai kỳ. Em bé của tôi bây giờ đang ở mốc 5 tuần tuổi, hình dạng trông giống, chỉ một chú nòng nọc nhỏ, bé như một hạt cam. Cứ nghĩ đến 8 tháng nữa thôi, tôi sẽ được ôm trong tay một hoàng tử hoặc là một cô công chúa. Mọi bằng giá trong lòng như dần dần tan biến. Người ta nói cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Tôi liền đưa tay sờ xuống chiếc bụng đang còn phằng lì của mình, nói nhỏ với bé con mẹ xin lỗi mẹ không nên khóc nhiều mẹ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mọi thứ đều không quan trọng bằng con hai mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả có đúng không nào tôi nằm đó tự dặn lòng tự nói với con rất nhiều cũng không biết thời gian qua bao nhiêu lâu tôi mới thiếp vào giấc ngủ đến nửa đêm khi tôi đang chìm vào giấc ngủ say bỗng nhiên tôi có cảm giác có bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình. Mới đầu cảm giác rất mơ hồ, nhưng cho tới khi càng cảm nhận rõ ràng thì tôi mới mở mắt ra nhìn. Tôi thấy gương mặt chồng tôi đang xuất hiện trước mắt. Bàn tay của anh chợt khựng lại trên không trung, anh chủ động lên tiếng. "Cô về từ bao giờ?" "Hồi gần tối, tôi về lấy ít đồ. Cô Hoa nấu cơm tối, tiện tôi ở lại luôn. Còn anh?" anh về khi nào trưa nay tôi tưởng anh đi một tuần chứ bây giờ mới được bốn ngày có chuyện gì mà anh về sớm hơn dự kiến à thì xong việc về sớm thôi vậy anh nghỉ sớm đi tôi ngủ tiếp đây ừ mấy ngày tiếp theo lại trôi qua hàng ngày tôi cố gắng đi làm như bình thường tối về gặp chồng chỉ nói dăm ba câu rồi lại leo lên giường ngủ trước tuy vậy mỗi lần đối diện với anh Nằm bên cạnh anh lại khiến tôi ngột ngạt hơn bình thường, cảm giác mọi không khí trong phòng bị anh chiếm đoạt hoàn toàn, khiến tôi thở thôi cũng mệt. Mỗi lần nhắm mắt vào, từng lời nói của anh với sư cô hôm đó, từng dòng nhật ký anh viết lại hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. Người như tôi, có một quả bom nổ chậm gài sẵn bên trong trái tim, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tôi không biết, với tình trạng này tôi phải chịu đựng được đến khi nào. Nhiều lúc tôi muốn kết thúc tình cảnh khốn cùng này ngay lập tức. Thả đau một lần, còn hơn đau cả đời. Nhưng mà tôi chưa thể nào tìm được một lý do thích hợp. Hơn nữa chưa chắc Hoàng sẽ chịu buông tha cho tôi. Tôi cũng sợ khi mình mang chiếc bụng càng ngày càng lớn thì không thể nào che giấu được nữa. Tôi sợ anh nhẫn tâm tước đoạt đi sinh mệnh nhỏ bé này như lời anh từng nói và cứ như cho tới một hôm khi tôi đang ngủ say tự nhiên cơ thể nặng chĩu tôi giật mình tỉnh giấc tôi phát hiện hoàng đang ôm vai tôi từ sau bàn tay anh thò ra trước ngực nhẹ nhàng di chuyển tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một nụ hôn ấm áp đặt xuống môi tôi anh hôn tôi mãnh liệt tôi nhất thời cứng đờ và không biết đáp trả ra sao chỉ biết lặng yên Bên ngoài những tán lá cây đang xào xạc trong gió, ở khóe mắt tôi đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, cho đến khi vật cứng khổng lồ kia ngẩng cao đầu tiến sâu vào trong cơ thể, cho đến khi Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vội vã lau những giọt nước mắt. Động tác của anh lúc đầu thì nhanh, dần dần chậm dần chậm dần, càng say mê càng cuồng nhiệt. Lúc đây Tôi không thể nào cảm nhận được khoái cảm sung sướng như những lần ăn ái kia nữa bởi vì trái tim của tôi đang đau. Đau tới dì máu. Tôi đưa tay mình, chủ động ôm lấy tấm lưng của anh. Cổ họng chủ động phát ra một tiếng riêng gì. Sau đó tôi giả vờ, giống như mình nhỡ miệng. Mà nói với anh, trong lúc hai đứa đang hoan hỉ với nhau. Thịnh à, em yêu anh đang trong cơn say tình ái động tác của hoàng khựng lại ngay tức thì anh ngẩng đầu nhìn tôi hai mắt tròn xoe như thể không tin được thịnh em yêu anh sao tôi đang cố gắng cố ý phát ra rất rõ ràng thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói được dõng dạc như vậy hoàng tách ra khỏi người tôi tức giận bóp chặt lấy hai bà vai của tôi anh lôi tôi ngồi dậy cô vừa nói cái gì tôi tôi vừa nói gì sao Cổ cô có biết cô vừa gọi tên thằng khác khi cô đang làm tình với tôi không nói đến đây tôi thấy hai mắt của anh đỏ hoe bàn tay xiết lấy hai bà vai của tôi càng lúc càng mạnh khiến tôi phần nào hiểu được sự tức giận trong anh nhưng mà tôi trả lời anh bằng một giọng điệu bất cần nếu anh nghe thấy rồi thì tôi không muốn giấu anh nữa bao nhiêu lâu nay che giấu cảm xúc thật của mình Đúng là quá mệt mỏi. Nói thật nhá, những lần làm tình với anh ấy, riêng cùng anh ấy, tôi đều nghĩ tới thịnh. Lúc đó tôi mới có thể dâng trào cảm giác, chỉ là lần này tôi sơ ý, không giấu được tâm tư của mình thôi. Tôi xin lỗi được chưa? Những lời dõng dạc này của tôi khiến sắc mặt của Hoàng càng thêm khó coi, hàng lông mày cong lại, lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Có lẽ ngàn vạn lần anh không thể ngờ rằng trong hoàn cảnh này Tôi lại gọi nhầm tên của người đàn ông khác. Nói yêu người đàn ông khác trước mặt anh, thậm chí tôi còn thẳng thắn thừa nhận mà không phải là van xin hay là giải thích. Cô vừa nói gì? Cô thích chết à? Tại sao cô dám nói ra những lời này với tôi? Thế tại sao tôi không thể nói đúng với lòng mình? Không thể sống với đúng với tình cảm của mình chứ? Trần Minh Hoàng, anh tức giận với tôi làm gì? Ông ăn trà thì bà ăn nem? anh yêu người khác thì tôi cũng có người để yêu thế chả nhẽ anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình còn tôi thì không à anh thấy như vậy có phải là không công bằng với tôi không không công bằng sao ngay lời từ trong miệng của cô cô nói ra cô không cảm thấy thật buồn cười à thế chả nhẽ anh tưởng mình anh có quyền được yêu còn tôi thì không à anh ích kỷ nó vừa vừa thôi chứ à không anh không chỉ ích kỷ đâu anh còn tàn nhẫn. Gần hai năm nay anh luôn miệng nói rằng tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu tôi không làm theo ý của anh, anh liền tức giận chửi tôi. Anh Hoàng, tôi không phải là cái cỗ máy, tôi là con người, tôi có cảm xúc riêng của tôi. Tôi không thể cả đời này chịu đựng sống chung với một người mình không có tình cảm. Làm ơn, đừng nhốt tôi như một con chim cảnh của anh. Tôi bị anh giày vò, sắp phát điên rồi. Hoàng gắt gao nhìn tôi, ánh mắt của anh gần như có thể ăn tươi nuốt sống được tôi. Mà tôi không có một chút sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đóng, Bàn tay của anh bất ngờ buông thõng xuống, vẻ mặt kia ngoài sự căm phẫn ra, thì tôi còn có thể thấy được vẻ mặt của sự bàng hoàng sừng sốt và hình như có cả sự đau lòng. Khỏe môi anh mấp máy định nói gì, nhưng rồi không thể nào nói được anh lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng anh không chửi, không đánh đập, lặng lẽ gom bộ quần áo dưới sàn nhà, rồi xoay người bỏ đi. Khi Hoàng đi khuất, tôi không thể nào kiên cường, diễn tiếp tục với vẻ mặt lạnh lùng này được nữa. Sọt nước mắt trong tôi bắt đầu chảy dài, chảy xối xả giống như thác lũ. Mục đích của tôi đã hoàn thành, cớ sao tôi lại đau lòng, như chết đi sống lại thế này. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi rời đi, khiến cho tôi bị ám ảnh. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà. Nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn chát. Chát đắng, cả một cõi lòng. Hòa ra việc từ bỏ một người mình rất yêu, không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi đưa tay sờ xuống bụng mình, tự dặn lòng mọi thứ rồi sẽ qua. Cuộc sống này lúc nào cũng phải tiếp tục, dù là hạnh phúc hay là bi thương. Lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao Hai mắt vừa thâm vừa sưng Khiến cho tôi phải dặm bao nhiêu lớp phấn phủ Mới có thể che đi được một chút Tôi định không ăn sáng mà đến công ty Nhưng lúc bước ra, cô Hoa liền nói với tôi Mợ, bữa sáng tôi nấu xong rồi đấy Mợ không ăn à? Dạ cháu không Cô ăn đi à? Tôi nấu nhiều Sáng nay cậu mợ lại không ăn sáng giống nhau Đêm qua tôi tỉnh giấc Thấy cậu lái xe đi đến tận bây giờ chưa về sợ dạ vâng cháu đi làm đi ạ à? quả nhân tâm trạng không tốt nên cả ngày hôm ấy tôi làm gì cũng không yên có một cái báo cáo mà tôi phải sửa đi sửa lại nhiều lần đến nỗi anh thịnh phải hỏi tôi này mệt à dạ không có anh thấy sắc mặt em không tốt nếu như em mệt em nghỉ đi một hai hôm nghỉ ngơi cho khỏe công ty đợt này không quá nhiều việc em đừng lo Dạ vâng, để em xem thế nào. Làm gì thì làm, nhưng mà sức khỏe cứ là hàng đầu. Mùa này dịch cúm nhiều lắm, em uống nhiều nước cam cho tăng sức đề kháng nhé. Em cảm ơn anh. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày này dù sống trong một ngôi nhà, nhưng tôi và Hoàng không hề chạm mặt nhau. Anh không ăn cơm nhà, không ngủ ở nhà và hình như anh không về nhà, hoặc là tranh thủ về cái lúc mà tôi không có nhà. Tôi không rõ Lòng tôi đầy đau đớn, nhưng mà tôi nghĩ như vậy càng tốt. Vì có khi cái ngày chúng tôi giải thoát cho nhau cũng sắp đến rồi. Chủ nhật được nghỉ làm, tôi rủ cái An đi siêu âm cùng tôi. Em bé của tôi lúc này được hơn 6 tuần. Bác sĩ nói bé có tim thai, nhịp tim là 1451 trên phút. Sau khi siêu âm xong, tôi hỏi cái An. Nhà mày bây giờ có ai ở nhà không An? bố mẹ tao hôm nay về quê ăn cưới nên là không có ai thế ra chợ mua ít đồ về nhà mày nấu cơm nhá eo ơi hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tao ăn cơm cơ đấy thế có được không tất nhiên là được rồi chẳng mấy khi rồng mới đến nhà tôm thế hôm nay rồng muốn ăn gì để tôm phục vụ ăn mấy món đơn giản ít dầu mỡ thôi không ngấy lắm ok nói xong nó chở tôi qua chợ mua ít đồ chạy sang nhà nó nấu cơm bữa ăn hôm nay đơn giản không cầu kỳ nhưng lại là bữa ăn tôi cảm thấy ngon miệng nhất trong thời gian qua này tao quên không hỏi mày thế mày nói chuyện mang bầu cho ông hoàng biết chưa đằng nào chả sắp ly hôn nói làm cái gì ơ ờ, mày bị hâm à đang yên đang lành ly hôn cái gì tôi nhìn cái an tự nhiên cái cảm giác tuổi thân kéo đến khiến sống mũi tôi cay xè Mấy ngày qua phải gồng mình mạnh mẽ, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Như không thể kìm nén thêm được, tôi vừa rơi nước mắt, vừa kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đang trải qua. Kể cả mối quan hệ của tôi và Hoàng hiện tại. Kể xong cho nó, lòng tôi như chút được một cà gánh nặng lớn. Đúng là có ai đó để tâm sự thật tốt, tốt hơn là giữ trong lòng, muốn thối cả ruột gan cái an nghe xong hai mắt đỏ hoe nhìn tôi nó không mắng mò như thường ngày lặng lẽ đứng dậy đi về phía tôi ôm lấy tôi trời đất ơi linh ơi là linh sao mày ngốc thế chuyện như thế này mà mày giấu tao sao mày khổ tâm thế này tao mệt lắm nhiều lúc tao không biết lựa chọn của tao có phải là đúng hay không đúng rất đúng riêng chuyện này tao ủng hộ mày mày không thể nào sống bên cạnh một người như thế được rồi mai sau cuộc sống của tao có tốt lên không liệu có như tao mong đợi không an tất nhiên rồi mày sống tốt như vậy là trời xanh ắt tự an bài cho mày tao không ủng hộ hành động ông hoàng nhưng mà tao lại càng không ủng hộ chuyện bố mày làm rồi bố mày cầu xin mày như thế ông không sợ mày đau lòng hay sao mới đầu biết tao cũng sốc lắm những chuyện kinh hoàng liên tiếp dồn dập đến Khiến cho tao nhiều lúc muốn tắc thở Dù thế nào bây giờ Mình phải tự an ủi mình Không cho phép mình gục ngã Mày biết chưa Bên cạnh mày lúc nào cũng có tao Bây giờ có cả con ở trong bụng Linh Tao biết mày rất giỏi Tao tin là mày làm được Cảm ơn mày Mày không giận tao Khi tao giấu mày nhiều chuyện à Giận cái gì mà giận Thương mày còn trả hết sao mà giận mày được tao cứ nghĩ cuộc sống của mày màu hồng cơ ai ngờ đúng là hồng chấm bi bởi vậy mày không được nói chuyện tao có bầu cho ai biết nhớ chưa tao đang tính nếu như thuận lợi ly hôn tao sẽ rời xa đây một thời gian để ổn định lại tâm trạng ổn định lại cuộc sống tao ơi tao chỉ lo với bản tính chiếm hữu của ông hoàng ấy ông ấy lại muốn trả thù mày ông ấy không chịu buông tha cho mày thậm chí sau những lời nói của mày hôm ấy ông ấy còn hành hạ mày hơn ấy tao không biết nữa nhưng tao linh cảm lần này chắc chắn sẽ được hai đứa ôm nhau ngồi khóc đến tận chiều ba giờ chiều tôi định ra về thì nó rủ tôi đi ăn kem ly lúc chúng tôi đến quán kem đập thẳng vào mắt tôi là cảnh tượng gia đình ba người hạnh phúc bên nhau Tự nhiên nhìn cảnh tượng này khiến tôi có chút đau nhói khi nghĩ về tương lai của mình. Suốt từ lúc đó, ngồi thưởng thức từng miếng kem thơm và mát lạnh ngọt ngào, nhưng cứ sao cả miệng tôi đều là vị chua chát. Tôi muốn ăn thật nhiều miếng để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng nó chẳng thấm thía là bao. À thì ra vị chua chát ấy xông lên từ đáy lòng. Cái An nhìn tôi, một chốc một lát lại thở dài. Này, hay là đổi quán khác? Chứ nãy giờ mày toàn nhìn gia đình người ta, mặt cứ nghệt ra. Hầm mà, sao phải đổi chứ? Ra đường gặp cảnh này đâu có thiếu. Thế chả nhẽ vì vậy mà không ra đường à? Thế thì mày cười lên xem nào. Tôi mỉm cười, cái an nhìn tôi, tiếp tục trêu đùa. Nụ cười gì mà nhạt nhẽo, như thiếu cả tần muối thế này. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bất ngờ thấy anh Thịnh bước tới. Anh Thịnh! Thịnh ngước mắt lên nhìn về hướng chúng tôi, khóe môi nở ra một nụ cười. Hai em đi ăn kem ở đây đi à? Dạ vâng, anh đi cùng với ai đấy? À, chủ quán là bạn của anh, hôm nay đến đây có tí việc. À, thì ra là vậy. Sau đó cái an nhiệt tình mời Thịnh xuống ăn kem cùng chúng tôi, anh đồng ý rất vui vẻ. Thịnh thiện tay kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi tối hôm qua anh gọi cho linh mấy cuộc mà không được đấy anh gọi cho em ý ạ à? có chuyện gì gấp à anh có báo cáo cần nộp lên xếp tổng gấp anh không biết em duyệt báo cáo chưa nên gọi cho em chắc là điện thoại em hết pin em quên không sạc đi ạ à? ừ không sao đâu anh gọi cho vân gửi báo cáo để anh duyệt rồi dạ em cảm ơn từ lúc có thị ngồi xuống, tôi không dám bày ra bộ mặt đau khổ thất tình kia nữa. Tôi phải giấu nhẹm nó vào sâu trong lòng, bình thản nở ra một nụ cười vui mà mọi người hay nhìn thấy trong tôi. Ba người chúng tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện. Khi nói giờ chừng thì cái an có điện thoại chạy ra chỗ khác nghe. Bạn ăn lúc này chỉ còn tôi và anh. Tôi vừa xúc miếng kem đưa lên miệng thì bất ngờ Thịnh đưa tay mình lau khóe miệng cho tôi ăn thế này, để phần cho chồng có đúng không tôi ngượng ngùng tròn xoe hai mắt nhìn anh cuối cùng không biết nói gì chỉ đành nở một nụ cười chống chế sau đó tôi quay mặt nhìn ra ngoài đường đúng lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc tới lạnh sống lưng của Hoàng anh đang nhìn chằm chằm về phía tôi anh đứng ở nhà hàng hải sản đối diện với quán kem tôi đang ngồi tuy là hai quán khác nhau nhưng khoảng cách lại rất gần gần đến nỗi có thể thấy rõ sắc mặt của nhau như thế nào Hoàng không nói gì, anh lặng lẽ xoay người bước đi, để lại tôi nhìn theo với chiếc bóng càng ngày càng khuất dần. Nhìn thấy mặt nhau sau mấy ngày không gặp, cảnh tượng đầu tiên lại chớ trêu như vậy. Điều đó càng khiến cho tôi như bị dao đâm. Nhưng mà không sao, như vậy càng tốt. Biết đâu đây là một lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ mong manh của chúng tôi. Thả đau một lần còn hơn là đau cả đời sau khi ăn kem xong cái an chờ tôi về buổi tối hôm ấy hoàng về từ rất sớm tôi cứ tưởng sau cảnh tượng hôm nay anh nhìn thấy điều đầu tiên khi nhìn thấy mặt tôi anh tra khảo tôi như mọi lần nhưng mà không anh đối diện với tôi một cách vô cùng bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm đi tôi không muốn ăn bữa cơm cuối bữa cơm cuối sao cả thế giới trong tôi như im lặng trong phút chốc cả người như chết lặng tôi quay đầu nhìn hoàng không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không mà anh gầy đi một chút các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh nhưng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của anh lại không hề giảm bớt ý của anh là gì anh nói đi cô ăn cơm đi tôi cứ như bị anh mê hoặc lý trí thấy anh cúi xuống ăn ngon lành đồ ăn trên bàn tôi cầm đũa lên gắp từng món mà tôi yêu thích cả hai chúng tôi cứ như vậy im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc có chuyện gì cô nói với tôi đi N tôi á anh muốn tôi nói gì chứ sống với tôi cô ngột ngạt cô muốn giải thoát lắm đúng không tôi nhìn hoàng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi cuối cùng tôi trả lời anh bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết như một kẻ đang tự thò tay bóp nát trái tim của mình mà không có chút đau đớn nào ừ như vậy thì đã sao cuối cùng anh có chịu giải thoát cho tôi không được vậy cô nói trước đi nói gì ly hôn ừ ly hôn anh và tôi ly hôn đi tôi đồng ý tôi thành toàn cho cô Vốn dĩ đây là câu nói tôi mong chờ, nhưng ở trong giây phút này, tôi lại cảm giác chính câu nói này như một chiếc dao vô tình cứa nát trái tim tôi. Thế giới của tôi dường như chết lặng ở ngay thời khắc này. Tôi ngước mắt nhìn anh, là do tôi quá đau lòng nên nhìn cái gì cũng đều cảm thấy đau lòng. Tại sao tôi lại thấy đáy mắt của anh hẳn lên tia đau đớn? Tôi sợ bản thân mình đang rơi vào ảo tưởng nên nhanh chóng đưa mắt nhìn đi hướng khác cảm ơn anh nhé cuối cùng anh cũng chịu giải thoát cho tôi cho tôi được sống đúng với cuộc đời của mình nếu cả hai quyết định ly hôn thì tôi nghĩ mình không nên ở lại đây ngày mai tôi dọn về nhà bố mẹ còn đơn ly hôn anh cứ viết đi anh gửi cho tôi ký tùy cô nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài dáng vẻ cao cao tại thượng ấy vẫn những bước đi cao ngạo ấy cho đến khi khuất hẳn vào màn đêm còn tôi tôi ngồi thẫn thờ ở đó mở to mắt nhìn theo bóng dáng của anh khi anh đi khuất tôi đứng dậy lững thững lên phòng rồi đóng sập cánh cửa tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt nốt đêm nay thôi căn phòng từ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ rồi tôi khi ánh mắt của tôi dừng lại ở chiếc ảnh cưới đang treo trên tường tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt và nụ cười của mình khi đó dù gượng gạo nhưng chắc chắn còn đẹp hơn nụ cười tươi bây giờ trước vài cưới tôi mặc là thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế người ý mà hoàng đã đặt riêng cho tôi đám cưới không tình yêu không phô trương nhưng những gì diễn ra trong lễ cưới đều phải là hoàn hảo nhất cuối cùng tôi không thể nào kìm nén được mà bật khóc nức nở Dẫu kết cục này là tốt nhất cho tất cả nhưng cớ sao lòng tôi vẫn đau như bị ai đó xé toạc Cả đêm đấy tôi không ngủ được. Tôi ngồi gấp gọn hết những đồ đạc của mình vào trong một chiếc vali lớn. Ngày tôi đến đây mang theo thứ gì, bây giờ ra đi như vậy, không lấy thêm bất cứ vật dụng gì khác. Vừa gấp đồ tôi vừa khóc. Những giọt nước mắt trong màn đêm tựa như những hạt mưa bay giữa đêm đông lạnh giá. Khi nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau đớn, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang dần dần chuyển sáng. Những chiếc lá mờ mờ rơi xuống tựa như sợi dây tơ hồng của chúng tôi vừa mới đứt đoán. Tôi đợi cho đến khi trời sáng hẳn mới đứng dậy, thay một bộ đồ chải tóc gọn gàng, dặm thêm ít phấn che đi bọng mắt, rồi kéo vali, bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi sợ, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại bởi vì tôi sợ rằng mình không kìm lòng được. Lúc tôi xuống dưới nhà, cô hoa đang dọn dẹp phòng khách gần hai năm qua tôi sống ở đây được cô chăm sóc tận tình không khác gì một người mẹ đặc biệt nhất là lúc tôi ốm đau những bữa cơm cô nấu những bát phở cô nấu chắc chắn làm tôi nhớ mãi nhìn cô sống mũi của tôi chợt cay xè cô hoa ơi tôi nấu xong rồi đây mợ ngồi xuống đi tôi lấy cho mợ đồ ăn sáng không cần đâu cô từ nay chắc cháu không được ăn cơm, ăn phở cô nấu rồi. Kìa mợ Linh, mợ nói vậy là sao chứ? Cháu và anh Hoàng thống nhất sẽ ly hôn. Giờ cháu dọn ra khỏi nhà, của lại mạnh khỏe nhá. Kìa, mợ Linh, đang yên đang lành, cậu mợ tại sao lại ly hôn? Vợ chồng nhà nào chả có lúc này lúc kia, đến đôi đũa còn lệch. Có cái gì cậu mợ cứ từ từ bảo nhau đừng có quyết định trong lúc nóng giận mợ linh à sợ dạ không bọn cháu suy nghĩ kỹ rồi đây không phải là quyết định vội vàng đâu cô đây là lúc chúng cháu cần giải thoát cho nhau tôi không thể nào tin được rõ ràng tối qua cậu mợ còn ăn cơm với nhau cơ mà cậu còn dặn tôi nấu nhiều món mợ thích tại sao qua một đêm mọi chuyện lại thành ra thế này Lời cô Hoa nói khiến tim tôi như thắt lại. Tôi sợ mình đứng đây nói thêm lại bật khóc nên tôi nhanh chóng từ chối. "Thôi, cháu đi đây. Cảm ơn cô chăm sóc cháu suốt gần hai năm qua. Cảm ơn cô." Nói xong tôi kéo vali ra ngoài, bình thản như cách tôi chấp nhận thực tại tàn khốc của cuộc hôn nhân này. Chiếc xe taxi tôi gọi đậu sẵn, sau khi cho vali vào cốp xe, tôi mới chợt nhớ tới chiếc dây chuyền tôi để quên trong nhà tắm. Tôi bảo bác Tài đợi mình một chút, vội vã lên phòng lấy đồ. Lúc tôi xuống tới sân vườn, bất ngờ gặp mẹ chồng mình đang từ ngoài bước vào. Đi bên cạnh bà, còn có cả chúc Nhưng giờ khác này, tôi không quan tâm, cô ta cho lắm. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy tôi, bà buông những lời tàn nhẫn vô cùng. Sao chị lại ở đây? Tôi tưởng chị cút ra khỏi nhà này từ mấy hôm trước rồi chứ. Chị quay về đây làm cái gì? Ai cho phép chị quay về? Dạ. Mẹ cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi mẹ không phải nhìn thấy mặt con đâu ạ. À? Con cũng không ở trong ngôi nhà này nữa. Con quay lại lấy ít đồ thôi. Con chào mẹ. Nói xong tôi cúi đầu chào bà một cái và bước đi. Tôi không muốn đôi co nhiều với bà, càng không thể nào kiên nhẫn đứng đó nghe bà mạt sát tôi dù gì cũng kết thúc tất cả rồi để cho nó nhẹ nhàng hơn một chút có khi sẽ tốt hơn chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà đã từng một lần là một nơi để tôi trở về dù lưu luyến nhưng tôi không quay đầu lại nhìn một lần lạnh lùng dứt khoát ra đi hy vọng cả cuộc đời sau này tôi được an yên được hạnh phúc cháu ơi thế cháu về đâu để cho bác trở đi cả đêm qua tôi suy nghĩ rất nhiều nếu như bây giờ tôi về trong bộ dạng này tôi sợ bố mẹ tôi sẽ sốc đặc biệt là bố tôi có khi ông lại nghĩ nguyên nhân tôi và hoàng chia tay là bởi vì ông ông lại mới phẫu thuật xong nên tôi quyết định tạm thời giấu ông bà đợi một thời điểm thích hợp tôi nói cho ông bà hiểu trước mắt tôi chưa tìm được nơi ở tôi nói với bác tài bác ơi bác lái xe nhiều Chắc là bác biết nhiều khách sạn có phải không ạ? À? Bác cho cháu đến khách sạn nào? Giá ổn một chút. Thế tôi chở cô đến khách sạn Seoul nha. Khách sạn đấy giá cả hợp lý, sạch sẽ lắm. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. À. Sau khi nhận phòng trong khách sạn, tôi liền cất vali gọn gàng vào một góc rồi nằm phịch xuống giường. Mấy ngày mệt mỏi cộng cả đêm qua thức trắng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi mệt khi cảm thấy cơ thể gần kiệt quệ tôi mới có thể ngủ ngon lành như lúc này thậm chí còn không thể nào chờ mình hay tỉnh giấc tôi ngủ một mạch tới trưa đến khi tỉnh dậy nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của an tôi liền bấm số gọi lại cho nó tao nghe này mày làm cái gì tao gọi cho mày từ sáng tới giờ không được mà mày không đi làm à tao xin phép anh thịnh cho tao nghỉ vài hôm sáng giờ tao ngủ để chế độ yên lặng mày ạ à. À, thế mày ngủ được là tốt. Tao cứ tưởng... Tưởng tao thất tình nghĩ bậy à? Yên tâm, tao không thế đâu. Mà tao thông báo với mày một tin. Chúng tao thỏa thuận ly hôn xong rồi. Tao dọn ra khỏi nhà đó rồi. Cái gì? Sao nhanh thế? Ừ, mọi thứ không phức tạp như tao nghĩ. Thế dọn ra rồi, mày bây giờ đang ở đâu? Tao đang ở khách sạn. Còn Hâm này, sao không về nhà? Trước mắt tao ở khách sạn vài hôm rồi tính. Tạm thời, mày đừng nói chuyện này với ai nhá. Bây giờ nhá, mày gửi định vị khách sạn đi, rồi chiều đi làm về, tao qua tao thăm mày. Ừ. Buổi chiều cái An đi làm về chạy xe qua chỗ tôi. Nó còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, sữa và cả thuốc bổ cho tôi. Nhìn đống đồ trên bàn nó mang đến, tôi cười nói với nó. Mày mua làm gì mà nhiều thế? tao ăn không hết đâu ai bảo mua cho mày tao mua cho con mày tao ăn vặt giỏi lắm đêm nay tao ở lại đây với mày ôi giời mày đang sợ tao nghĩ quẩn đi à không cần đâu mày cứ về nhà đi không bố mẹ mày lại lo tao báo cáo với bố mẹ tối nay tao không về rồi mà tao bảo này ở khách sạn lâu không ổn đâu lại còn tốn kém hay là mày dọn qua trung cư đi Tao làm gì có căn chung cư nào Với lại trước mắt Chỉ là ở tạm thôi Nên tao chưa muốn thuê Bạn tao có một căn chung cư không dùng đến Hiện tại người đấy đang nhờ tao trông nom hộ Này Mày truyền qua đấy y Bạn mày là ai Sao tao không biết Thì tao phải có bạn riêng của tao chứ Làm bạn của mày suốt ngày à Tôi nhíu mày nhìn cái an Con nhỏ này nó không biết nói dối Mỗi lần nó nói dối Y rằng ánh mắt của nó trở nên lúng túng. Tôi lườm nhẹ nó. Mày nói thật đi. Mày không biết nói dối đâu. Ừ, thôi được rồi. Thực ra hồi chiều, lúc mà tan làm ý tao có gặp ông Hoàng. Ông ấy đưa cho tao chìa khóa căn chung cư đấy. Lúc ông ấy bảo nhờ tao đưa cho mày. Nhưng mà tuyệt đối lại không được nói cho mày biết gốc tích sự thật. Chắc ông ấy biết ý, mày không về nhà ngoại ngay nên mới làm thế tao thấy ánh mắt ông hoàng có vẻ không thỏa mãn lắm đâu nói chung là kỳ lạ lắm giống như thất tình ấy mà tự nhiên tao lại có suy nghĩ khác về ông ấy hay là ông ấy yêu mày rồi từng lời cái an nói như những nhát búa gõ mạnh xuống đầu tôi khiến tôi lập tức trở nên mơ hồ tôi không hiểu tại sao hoàng lại làm như vậy là anh thương xót tôi hay là đó chính là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi sau gần hai năm, anh hành hạ tôi chứ. Còn cái chuyện anh yêu tôi, như lời cái An nói thì chắc chắn, nó chẳng bao giờ xảy ra. Chuyện đó còn khó hơn cả hái sao trên trời. Càng nghĩ tôi càng thấy dối bời. Tôi sợ rằng chỉ một hành động nhỏ ấy lại nhen nhóm cho tôi một ngọn lửa hy vọng. Thế nên, tôi phải dập tắt tất cả ý nghĩ trong đầu. Không phải đâu, không phải như mày nghĩ đâu. Tao thề với mày, nhìn ánh mắt ông ấy khi đấy giời ơi giống như là lo lắng lo lắng này chân thành yêu thương dành tất cả mọi thứ cho mày đấy thôi thôi mày đừng suy diễn nữa tao không biết tại sao ông ấy làm như vậy nhưng chắc chắn không thể xảy ra trường hợp giống như mày vừa nói với lại quyết định ly hôn rồi đúng sai yêu hay không yêu bây giờ không còn quan trọng tao không muốn bản thân hy vọng thêm lần nào nữa bởi vì tao thất vọng như vậy là quá đủ rồi an à Thôi được rồi, chuyện mày lựa chọn thế nào, tao không dám can thiệp sâu nữa. Vì hạnh phúc của mày, cảm giác của mày thế nào, chỉ có mày là người hiểu rõ nhất. Người ngoài như tao không thể nào phán xét được. Có điều, tao chỉ mong mày được hạnh phúc thôi Linh ơi. Tao biết rồi, mày là con bạn tốt nhất của tao. Cảm ơn mày đã luôn bên cạnh tao. Ôi giời, nghe khách sáo vãi. Mà này, Mày mang trả lại chìa khóa chung cư cho ông Hoàng đi. Không cần nói cho ông ấy. Tao đang ở đâu đâu. Nghe chưa? Mày cứ bảo là mày không biết nên mày không đưa chìa khóa cho tao được. Thôi được rồi. Tao biết rồi. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Tôi đi làm lại được hai ngày nay. Tuy tâm trạng không phải quá tốt nhưng ổn hơn rất nhiều. Với lại đi làm khiến tôi không cần suy nghĩ linh tinh. Từ hôm đó tới giờ Hoàng chưa gửi đơn ly hôn lại cho tôi. Tôi đó tôi mở điện thoại, chần chừ mấy lần mới vào Messenger nhắn tin cho anh. Tự nhiên tôi lại kéo xem những tin nhắn cũ của tôi và anh trước kia, kéo mãi kéo mãi chưa tìm được tin nhắn nào ngọt ngào tình cảm của hai đứa. Không yêu cầu lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau, nhưng ít ra nó phải tử tế như những người bình thường nói chuyện với nhau. Vậy mà hoàn toàn không có thế mà tôi, tôi lại đem lòng yêu người đàn ông khô khan này từ lúc nào? Hòa gia có những mối tình tưởng chừng không bao giờ xuất hiện, nhưng rồi một ngày nào đó bản thân mình bị chính cái mối tình đó thiêu rụi thành cho tàn. Bất chợt có thứ gì đó mặn mặn ướt ướt ở khóe môi, hòa ra nước mắt của tôi đã rơi xuống. Anh làm đơn chưa? Nếu chưa thì để tôi làm chẳng biết giữa chúng tôi có được gọi là thần giao cách cảm hay không, mà tin nhắn của tôi viết chưa kịp gửi thì Hoàng gửi đến cho tôi. Ngày mai cô rảnh lúc nào, tôi cho người đem đơn qua cho cô ký. Tầm 5 giờ chiều tôi tan làm, nhờ anh bảo người đó đem tới quán cà phê Thiên Đường, cách công ty của tôi hai cây số. Sau đó Hoàng không trả lời tôi nữa, trạng thái hoạt động Facebook lúc này cũng tắt đi. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm Trong lòng rơi vào hoang hoài vô tận Đã chấp nhận thực tại Nhưng tôi lại chưa có cách nào kìm nén được nỗi đau Đang âm ỉ trong lòng của tôi Chiều hôm sau sau khi tan làm Tôi liền lái xe đến quán cà phê Và ngồi đợi sẵn Tôi đợi đến 20 phút chưa thấy ai xuất hiện Định bụng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thì bất ngờ một người đi đến trước mặt tôi Người đó không ai xa lạ chính là chúc cô ta nhìn tôi bộ dạng vô cùng đắc ý chị chờ tôi lâu chưa xin lỗi tôi bị tắc đường nên tôi đến hơi muộn anh hoàng bảo cô đến sao tất nhiên rồi nếu anh hoàng không bảo tôi đến đây tôi đâu có rảnh tới đây gặp chị chứ nói xong cô ta không chần chừ đặt trên bàn một chiếc phong bì màu trắng anh hoàng bảo tôi Đưa cái này cho chị. Mới đầu tôi tưởng trong phong bao đó đơn giản là một tờ đơn ly hôn nên muốn mở ra ký cho xong. Nhưng đến khi tôi mở ra, ngay lập tức thứ bên trong khiến cho tôi chết lặng. Đó là một tờ đơn thỏa thuận ly hôn và còn kèm theo một hợp đồng, hợp đồng mang tên hợp đồng phá thai. Trong phút chốc, cả người tôi như bị thả tự do xuống 18 tầng địa ngục, tôi run run nhìn dòng chữ trên hợp đồng đó nhưng không đủ tâm trạng để đọc hết. Đại loại là hoàng yêu cầu tôi chấm dứt mọi liên quan với anh, bao gồm cả đứa bé trong bụng. Sau khi phá thai xong, anh bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn và một căn chung cư, bù đắp lại sức khỏe và tinh thần cho tôi. Tạm thời chưa nói tới hợp đồng này, nhưng cái chuyện tôi mang thai, ngoài cái An biết ra chẳng một ai biết cả. Rồi bất chợt tôi nhớ ra tờ giấy siêu âm, hình như tôi để quên trong ngăn kéo tủ. Có lẽ nào... Thế nhưng ngàn vạn lần tôi không thể nào tin được Hoàng lại làm như vậy với tôi. Tôi run rẩy lấy điện thoại gọi cho anh một tiếng. Tiếng chuông đổ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm giác nó dài như một thế kỷ. Giọng anh từ trong điện thoại vọng ra. Sao thế? Có phải anh cho người mang đơn ly hôn đến còn kèm theo một bàn hợp đồng có đúng không ừ một tiếng ừ đem tôi và anh đi xa mãi xa đến nỗi sau này khó có thể nhìn mặt nhau dù biết trước kết quả nhưng chỉ trách bản thân tôi rằng tôi không muốn tin vào sự thật hóa ra đây chính là cái chết cái chết khi mà trái tim tôi đang đập phập phồng trong lồng ngực chính là chết tâm tôi ngồi ở đó thân thể sớm trở nên mềm nhũn cả người như bị ai đó rút sạch khí lực không còn một chút khó khăn lắm tôi mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng run run đặt bút ký tên mình còn bản hợp đồng kia tôi dứt khoát xé toạc ra trước mặt cô ta chúc thấy như vậy trợn tròn mắt kinh ngạc nói với tôi này cô làm cái gì thế cô điên à tại sao cô xé nó ngậm cái mồm lại cô không có quyền lên tiếng với tôi. Đơn ly hôn tôi ký rồi. Cô chuyển dùm cho anh Hoàng giúp tôi. Nói xong tôi dứt lời đứng lên bước đi. Cô ta đứng phía sau nói rất nhiều. Nhưng giờ phút này tôi thật sự không có tâm trí nào để để ý tới cô ta. Tôi càng không có sức để đứng đó tranh giành. Mạnh mẽ đến giờ phút này là tôi cố gắng lắm rồi. Cố gắng thực sự. Hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cả thành phố chìm trong giá lạnh của những ngày cuối thu. Lá trên cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường hoàn toàn, cành lá xác sơ. Theo hàng đường dài rằng rạc, tôi lái xe đi thẳng về phía trước. Khi chiếc xe đi được một đoạn, bỗng dưng trời đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu, quất vào da thịt tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau, không cảm thấy giá lạnh. Lòng của tôi đang còn lạnh hơn thế chỉ là sau đó càng đi tôi càng cảm thấy lồng ngực đau nhói đến hít thở còn đau bút vô cùng cuối cùng tôi không thể nào chịu được tôi dừng xe lại tôi ngước mắt lên nhìn ông trời tự hỏi ông trời tôi đáng thương thế này nên đến cả ông đang khóc hộ tiếng lòng của tôi sao tôi chỉ cho phép bản thân mình khóc nốt ngày hôm nay thôi Ngày mai là ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu như Hoàng không cần đứa bé này, tôi lại càng phải yêu thương con nhiều hơn tất cả những gì tôi có. Tôi không cho phép mình yếu đuối, phải mạnh mẽ. Dù như thế nào, tôi nhất định phải bảo vệ con mình thật tốt. Khóc chán chê tôi bắt đầu lái xe trở về khách sạn. Khi chiếc xe của tôi vừa di chuyển được một lát, bất ngờ một chiếc xe từ đâu phi tới, đâm thẳng vào chiếc xe của tôi, khiến cả người tôi cùng chiếc xe ngã nhào xuống đất. Đầu của tôi va xuống nền đường, xương cốt như bị ai đó bẻ gãy vụn. Nhưng dường như tôi không quan tâm mọi thứ. Tôi chỉ đưa tay ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ con. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng cảm thấy hai mắt tối sầm. Bóng tối như thủy chiều ập đến, khiến cho tôi ngã quỵ. Tôi sách trên vai tôi rơi xuống, đổ trong túi văng tung tóe. Tôi nằm co cắp trên vệ đường, mơ hồ nghe tiếng xe, đang phanh kít lại tôi không thể nào mở mắt. Cuối cùng trước khi thiếp đi, tôi chỉ nghe được giọng của một người đàn ông hô hoán. Có tai nạn, mọi người ơi, gọi cấp cứu đi. Không biết tôi ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn, cả người tôi được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ và khô ráo. Cổ tay của tôi đang cắm ống truyền dịch. Cô y tá từ ngoài cửa bước vào Rồi như một phản xạ tôi ngồi dậy Hỏi con tôi thế nào Chị em đang mang thai Con của em Con của em thế nào rồi chị Thai bị bóc tách 10% Nhưng cái này em đừng lo lắng Cần nghỉ ngơi tiêm thuốc giữ thai Tuyệt đối không được đi lại nhiều Thì mọi thứ mới ổn được Hôm nay cả khoa này Bảo phúc nhà em lớn lắm đấy Bị tai nạn va đập như thế Mà giữ được con đúng là trộm vía bác sĩ vừa khám phần mềm cho em thì có một vài chỗ bị xây sát nhẹ cổ chân bị sai khớp giờ còn vấn đề đáng lo nhất là đầu của em có va xuống đường cái này phải chụp ct não mới biết được là có bị làm sao không có điều em đang mang thai thế nên chúng tôi đối với tôi bây giờ chỉ cần giữ được con là lòng tôi nhẹ nhõm lắm rồi những thứ khác dường như không quan trọng với lại tôi thấy đầu óc của mình bây giờ hoàn toàn tỉnh táo không đau đớn gì cú va chạm xuống nền đường kia may lúc đó tôi có đội mũ bảo hiểm nên tôi nghĩ rằng mọi thứ ổn thôi nhất định là tôi ổn em không cần chụp ct đâu chị em thấy đầu óc của mình bây giờ rất minh mẫn em không đau đớn gì đâu chị nhưng mà có gì bất thường em nhớ báo lại luôn nhé vâng ạ mà chồng em đang đi mua thêm thuốc chắc là sắp về rồi đấy Nghe tiếng chồng từ miệng chị y tá phát ra, khiến nỗi đau đớn kia lại ùa về. Lúc này nỗi đau lan tràn khắp toàn thân của tôi, làm tôi khó chịu. Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào, và người đó không ai khác, chính là Thịnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân, được viết bởi tác giả Trang Bobi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 6, thật là đau buồn bởi vì sự thật ở phía sau dần dần được lật tẩy. Và cái anh chàng tên Hoàng kia thực sự là không biết anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy làm cho Tâm An sốt ruột quá. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì đang xảy ra. Có phải Hoàng là một người xấu xa đến mức là muốn giết bỏ đứa con của mình hay không? Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe tiếp nội dung tập 7 Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.